Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ, số hóa hết các địa chỉ đỏ. Trong những năm gần đây, các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và quận của Hải Sơn nói riêng trở thành địa điểm được các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, trường học lựa chọn tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề. Khu căn cứ cách mạng K20, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn những ngày tháng 3 thật rộn ràng. Tại nơi đây, những buổi sinh hoạt chuyên đề trở nên ý nghĩa hơn với các hoạt động thực tế như tham quan nhà truyền thống khu căn cứ cách mạng K20, nơi lưu giữ và trưng bày nhiều bút tích, tài liệu, hiện vật có giá trị, những trang sử sống động, phản ánh rõ nét truyền thống cách mạng anh hùng của nhân dân K20. Những địa chỉ đỏ, hầm bí mật, chiến hào năm xưa, những sự tích huyền thoại gắn liền với những con người thật năm xưa đã mang lại nhiều cảm xúc cho thế hệ trẻ hôm nay. Những cái buổi sinh hoạt chuyên đề ở ngay tại những cái địa chỉ đỏ thì nó tạo một cái làn gió mới trong cái công tác sinh hoạt đảng. Và đến với cái khu căn cứ K20 thì mỗi đảng viên chúng tôi thì cũng hiểu hơn về những cái quá trình đấu tranh rất là gian khổ và cũng rất là sáng tạo, cuột cường của nhân dân. Và từ đó rút ra được cho mình những cái bài học kinh nghiệm sâu sắc để mà mình ứng dụng vào công việc, vào cuộc sống. Được có cơ hội tập trung tại đây để tham gia các cái buổi sinh hoạt chính trị như vậy thì em cảm thấy là ngoài cái việc em được học ôn lại những cái lịch sử của các cái công lao to lớn của những người thế hệ đi trước thì em còn có thêm những cái động lực to lớn hơn là để mà có thể là học tập, cố gắng từng ngày để cải thiện bản thân mình, để có thể là cống hiến nhiều hơn. Những buổi sinh hoạt chuyên đề chính trị tại các địa chỉ đỏ với những bài học lịch sử ý nghĩa đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, hội đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó giúp nắm vững kiến thức và hiểu sâu sắc truyền thống cách mạng để thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Phát huy truyền thống đó thì chúng tôi cũng là tuyên truyền vận động đoàn viên cũng như dân quân tự vệ tham gia các hoạt động để đưa cái truyền thống của khu căn cứ cách mạng nâng cao nhận thức cho đoàn viên thực hiện tốt các cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, an ninh quốc phòng của địa phương. Những buổi sinh hoạt chi bộ hướng về các địa chỉ đỏ là hoạt động thiết thực giúp mỗi cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân có cơ hội để hiểu, trân quý những giá trị lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm tự hào truyền thống lịch sử quê hương, qua đó bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động, học tập và công tác, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một giàu mạnh.